Teleporter nha. Ok, chúng ta sẽ dịch chuyển tức thời. Go. Chắc chắn là dịch chuyển tức thời là phải chui vô được rồi đúng không? Ừ. Lên lên. Lên. Let's go. What the hell? Item. Wow, tàng hình luôn. Oh, ảo ma Canada. Ảo ma Hibiki Yoka. Gì trời, đàn của Kim Cương có rơi xuống. Hay quá. À, tưởng gì là ngầu hả? Get away. Get away. I've got ya. Bắt bị trùng nha. Cà cà cà. Vô vô. Gì vậy trời? Ahoy. 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 Ê. À. Đồ phản bội, chết chắc mì. Ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chết nè con. Quả táo tới đây, quả táo tới đây. Tới đây. Sao bắt chước he 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 của người ta nó. He he he. Gia bảo, game sửa thiểu năng sẽ dẫn đến thành công. Thành công. Đúng, chỉ cần thiểu năng. Ừ, châm ngôn mới. Hãy sống thiểu năng, bạn nhất định sẽ thành công. Yuka. Nhà hiền triết Yuka. Hãy sống thiểu năng, bạn nhất định sẽ thành công. Nè, ta có bằng chứng. Thấy chưa? Đó. Nhìn thấy tay tao không? Ừ. Có lẽ là các người đẹp chưa biết thì bao nhiêu quyền năng của ta đều nằm chỏng hết á. Ta muốn làm gì cũng được, ok? 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 I'm God! Goddess! Oh, sự chú ý của ta lại pha phải vào ánh mắt của chàng. Sự vùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng. À cool, định hình vẫn 5 giây. Nhìn anh bên ngoài có lẽ anh đứt với tấm hình đăng face. Ai, ăn ăn tối chứ nhờ. Nếu rồi thì làm một ly. Em chỉ muốn cười mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Anh là chàng trai tốt, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng anh khiến em cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ. Anh đang thơ mê nằm bằng nụ cười thật xinh. Cho em cảm giác này, em là người đầu tiên ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại xanh là chính. Em nói thật đi, không dám đùa đâu, anh đừng nghĩ đó là thính. À, từ giờ đồng hồ chậm trôi mà chả một ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác và xe chưa trai hay ta mới chỉ hơi chuyến. Em vừa thủ đen được dậy. Hơi khó. À thì mà là em đã kết anh rồi đó, nói đi làm chó. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia, khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đừng chấp, em vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu đấy. Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh đó đang thấy rung động khi gần em. Say là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Em vẫn sẽ luôn tỏ tình đấy thì sao nào. Em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cả ly vậy. Ê, và dường như là em thích tôi.